cái xe gì à, tôi muốn có, không biết em có gia đình chưa, nếu chưa có gia đình thì tôi muốn có vợ tôi như thế nào, tôi muốn mấy đứa con, và tôi muốn con của tôi nó sẽ có cuộc sống như thế nào. Thì khi mà em ghi tất cả những đó em ghi tới khi nào mà em không còn ghi được nữa thì em hãy đọc lại, thì anh nghĩ nó cũng sẽ giúp cho em ít nhiều trong cái việc là xác định được là trong cuộc sống mình muốn cái gì, mình muốn đi về đâu và mình còn thiếu những thứ gì để đạt được những điều đó. Tại vì khi mà mình xác định được là cái chuyện là mình muốn cái điều gì rồi đó thì mình mới biết được là mình thiếu cái điều gì để đạt được điều đó. Tại vì nếu mình mới xác định được những chuyện gì mình cần muốn thì mình mới biết được là cái phương tiện mình đang làm nó có giúp được mình đạt được những điều đó hay không. Nếu nó chưa được thì chắc chắn một điều là mình chọn một phương tiện chưa đúng, thì lúc đó cái quyết định của mình là mình tiếp tục mình chọn phương tiện đó, mình cầu mong nó sẽ giúp cho mình được, hay là mình sẽ làm một việc là mình lựa chọn một phương tiện khác. À, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái chuyện là em phải xác định được là coi trong bản thân em muốn cái điều gì. Tại vì người ta đã nói một câu rất cụ thể, đó là một người thành công khác một người chưa thành công là một chỗ, là người thành công biết rất rõ mình muốn cái gì, còn người chưa thành công là người không biết mình muốn cái gì cả. Thì khi mình chưa biết mình muốn cái gì một cách cụ thể thì mình rất khó đạt được những gì mà mình muốn. Vậy thì khi mình không có những gì mình muốn tức là mình là người chưa thành công. Ok. Hai 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 Rồi. À. Rồi ngoài ra nếu muốn giao lưu gì thì em cứ tự nhiên đánh vô ô phía dưới nha. Ok, rồi khi nào thì Thành em trở về Sài Gòn lại? Hay là em dạ có chiến dịch phát triển miền Tây? em hẹn có một cuộc hẹn ngày mai với mấy ông anh ở dưới Kiên Giang, cũng đang định làm một cuộc cách mạng, không biết được không, nhưng mà sẽ cố gắng rồi. Em thì tại vì em cũng như chị Trân có góp ý với em là nên kiếm một người đi chung để làm hai một, nhưng mà em thử xông pha thử để coi đúc kết cái kinh nghiệm đó, để sau này có thể solo được, thì em đang cố gắng, chắc cơ bản tốt ai em Ok mới làm được. Dạ rồi, ok, cứ không sao thì cứ lựa chọn một phương án nào mà mình cảm thấy mình muốn làm cứ làm trước, rồi khi nào mà mình cảm thấy mình ra mình bắn tới bờ mình quay về thì tổ chức cũng sẽ sắp xếp cho em các cái giường bệnh cũng như cáng cứu thương để sắp xếp cho em ha, yên tâm. ok ok rồi thì nghe sau, anh chị em nào tham gia đúng giờ thì nghe đúng giờ ha. Ở đây Lam sẽ chia ra có trong là tháng 9 này thì anh chị em nào đang có những kế hoạch cho mình làm thì nếu mà nó có một số nào nó ráp, đây là một cái khung chuẩn thôi ha, khung chuẩn là do những cái triển khai làm việc của Lam theo từng tháng, và kế hoạch của Lam theo từng tháng cho từng giai đoạn của từng người đó thì Lam phân ra. Nếu anh chị em nào cảm thấy cái kế hoạch việc này nó phù hợp với mình thì các anh chị em có thể dùng nó để ứng dụng, còn nếu các anh chị em nào có những kế hoạch riêng của mình và cảm thấy là nó hiệu quả hơn thì các anh chị cứ ứng dụng theo của mình, cũng không nhất thiết là cần phải theo cái chương trình kế hoạch làm việc này. Rồi, điều đầu tiên là muốn chia sẻ là đối với những anh chị em nào mà đang là LI, tức là các anh chị em đang ở vị trí LOI. Điều đầu tiên là muốn nhắc các anh chị là nếu trong một tháng vừa qua các anh chị chưa phát triển ra được thêm một LI nào dưới mình, tức là các anh chị đang làm việc chưa hiệu quả. Tất nhiên là trong công việc thì nó cũng có cái cơ duyên của nó. Nhưng mà rõ ràng một chuyện là nếu các anh chị nào mà trong một tháng vừa qua chúng ta đang là LI, mà suốt trong một tháng vừa qua chúng ta, tất nhiên là Lam không trừ những người mà khoảng cỡ từ từ ngày 21 đổ đi nha, 20 21 đổ đi thì thường như là, tại vì nguyên tắc một việc là các anh chị chỉ có 21 ngày để làm thôi, 9 ngày cuối tháng là 9 ngày khó kết khách hàng nhất, thì 9 ngày đó dành cho tháng sau, tức là chúng ta sẽ làm thường là từ ngày 9 ngày 10 21 của tháng này cho tới ngày 21 của tháng kế tiếp. Nhưng mà nếu các anh chị nào mà làm từ hồi đầu tháng thì nếu các anh chị chưa có phát triển được thêm LI LOI dưới mình, tức là các anh chị đang chưa làm việc hiệu quả. Thì câu hỏi đặt ra một điều là chưa làm việc hiệu quả thì nó nằm, chưa làm việc hiệu quả nằm ở chỗ nào? Chưa làm việc hiệu quả nó nằm ở chỗ là các anh chị gặp người chưa đủ. Một số anh chị trong tháng vừa qua thì một số có một vài không một vài
Ví dụ trong trường hợp là các anh chị mà trước đây chúng ta làm mà chúng ta tập trung lên khách hàng, chúng ta có doanh số tốt, khách hàng đạt 2.000 điểm, 3.000 điểm, ok. Và sau này khi chúng ta quay lại về hệ thống, chúng ta thấy rằng khách hàng là điều nó không có vững chắc cho cái việc xây dựng hệ thống của mình. Chúng ta tiến hành là chúng ta làm lại, thì đó là một chuyện rất là bình thường. Nhưng với một trường hợp là nếu chúng ta chưa ra khách hàng cũng như là chưa ra LOI, thì cái vấn đề cần phải coi lại. Vậy thì cái số lượng người mà các anh chị lập danh sách cũng như kế hoạch gặp gỡ nó đã đầy đủ và nghiêm túc chưa? Nếu trong một tháng 30 ngày mà các anh chị gặp chưa được 10 người, vậy thì các anh chị là một người làm việc chưa hề nghiêm túc. Và Lam xin nói trước các anh chị một điều là cái sự chưa nghiêm túc đó, nó ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch làm việc của các anh chị. Tại vì các anh chị sẽ dần lên, các anh chị để hết tháng này qua tháng khác và tháng sau các anh chị cũng tiếp tục làm như vậy. Và rất là chậm rãi, và mỗi tháng 30 ngày các anh chị thấy nó qua rất là nhanh. Mới ngày nào đó quay qua các anh chị thấy rõ ràng. Nếu bây giờ mà đang nói các anh chị một điều, các anh chị hình dung là ngày Expo ngày 2, ngày 3 tháng 8 đi. Mới như ở đây các anh chị. Mà quay lại bây giờ đã là hết hết tháng rồi, bây giờ đã là ngày 1, mà bây giờ sắp là ngày 2 tháng 9 luôn rồi. Là sắp đảo tròn một tháng luôn rồi đó. Chúng ta điều đó là chúng ta để cho thời gian trôi qua rất là nhanh. Một tuần hẹn được hai ba người, một hai người, xong rồi mình hẹn không được cái mình lại chờ tới một tuần cái tiếp, tuần sau đi, tuần sau cái gì có 3 lần cái tuần sau, anh chị có 3 lần cái tuần sau là nó hết rồi. Nên Lam xin nhắc lại là những anh chị em nào đang là LY thì nhiệm vụ các anh chị là phải lập danh sách cụ thể 90 người mà các anh chị cần gặp trong một tháng kế tiếp. Tức là các anh chị có nhiệm vụ mỗi ngày gặp 3 người. Nếu khách từ chối thì các anh chị sẽ còn lại 2 người. Các anh chị phải có danh sách 90 người để các anh chị hẹn gặp trong vòng 30 ngày kế tiếp. Trong đó 20 ngày, 21 ngày là để làm việc cho tháng 9 và 9 ngày còn lại là gặp khách hàng để làm việc cho tháng 10, để chuyển doanh số cho tháng 10. Các anh chị, nếu các anh chị nào mà cảm thấy cái công việc này nó liên quan và nghiêm túc với mình, và các anh chị đang gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống của mình, thì những điều Lam vừa chia sẻ các anh chị phải ghi xuống, và các anh chị nên ghi chú vô để làm theo. Lam sẽ nhắc lại nha, là các anh chị phải tập trung có LOI trực tiếp của mình. Tất nhiên là nếu các anh chị làm việc và các anh chị có một cái LOI LOI đó, hơn Lam xin phép là dùng từ LOI đi ha, cho nó ngắn gọn nè. Cái gì có lo trực tiếp của mình rồi, và sau đó lo của mình có thêm lo dưới đó, nó cũng thuộc vào doanh số các anh chị. Là không bạn ở đây, Lan đang bàn một điều là các anh chị phải có lo trực tiếp của mình. Tại vì có một nguyên tắc rất rõ là các anh chị đều thấy là bản thân các anh chị vẫn cần các cái nhánh để mà mình tiếp tục phát triển ra, vững lên để mình thành executive, và sau đó đủ lo để thành executive, và sau đó là mình thành ruby. Vì muốn thành ruby thì phải có nhiều chân mới thành ruby được. Có thể các anh chị có một nhánh và dưới đó có 4 5 nhánh nữa để các anh chị đủ đủ lo để thành executive. Nhưng nếu các anh chị thành executive và sau đó người ta thành executive luôn, thì các anh chị sẽ bị hỏng chân rất là lớn trong việc duy trì doanh số cũng như phát triển thành ruby. Mà các anh chị luôn luôn biết một điều, vị trí ruby mới là vị trí để chúng ta phải nhắm đến. Nên Lam xin nhắc lại là các anh chị nào đang nằm ở vị trí LOI thì các anh chị phải có danh sách của 90 người mà các anh chị cần gặp trong tháng 9. Và nhiệm vụ của anh chị là các anh chị phải tạo ra áo trắng. Các anh chị phải là áo trắng trong tháng 9 với năm loại của mình. Những cái người khách hàng sử dụng hay có những người bắt đầu với gói 250, 500 gì đó là những người cộng thêm. Các anh chị đừng quan tâm tới những chuyện tới nhiều. Các anh chị phải tạo ra, đặt mục tiêu cho mình, quyết định và đặt mục tiêu cho mình. Tôi phải tạo ra năm loại, tại vì đó là cái la bàn của anh chị. Nếu tháng này tôi chưa thực hiện được theo sát cái la bàn thì 30 ngày kế tiếp tôi phải thực hiện theo cái la bàn đó. Và muốn cái thực hiện được cái la bàn đó một cách hiệu quả thì các anh chị phải làm 2-1 với 90 người. Hiện nay Nuviet House và Nuviet có rất nhiều leader, cũng như những leader mà Lam đã gửi gắm các anh chị, thì các anh chị có rất nhiều người leader trong hệ thống Nuviet House cũng như Nuviet để các anh chị có thể nhờ. Các anh chị chỉ cần gọi điện cho họ và nhờ họ nói rằng một câu, ví dụ như là những người nào cần các anh chị book lịch với Lam, ok. Ngoài ra các anh chị có thể book lịch với lại anh Minh, Hằng hay là Hiếu, Trung, Dạ My, hoặc là kể cả anh chị book với anh Dũng hoặc là Trân Huỳnh.
tùy theo cái độ tuổi của cái ứng viên mà chúng ta có thể kết hợp với những leader khác nhau, hoặc các anh chị có thể liên lạc với những leader khác như là anh Lê Bình An, chị Thiên Trang, chị Nguyễn Thế Phương Mai, anh Lê Như Long, anh Huỳnh Công Trường, hoặc là chị Phương Trinh Đặng, hoặc là anh Ruby Paulo Huỳnh, hoặc là anh Lapid Cao Công Thành. Các anh chị đều có thể liên lạc với những người đó để nhờ những người đó chia sẻ hai một các anh chị, và người ta sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ, với điều kiện các chị chỉ làm một việc duy nhất thôi là các anh chị báo à, tôi, anh, chị, em là tuyến dưới hay là làm việc tuyến dưới của anh Nguyễn Hà Lam, người ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ các anh chị. Nên cái mật độ làm sao để book được cuộc hẹn các anh chị đừng sợ, miễn sao các anh chị có cuộc hẹn với người ta mà thôi. Ok, làm đi đến cái vị trí kế tiếp, đó là các anh chị nào đang ở vị trí executive. Đối với những anh chị nào mà vừa qualify executive ấy, thì các anh chị hãy tập trung một chuyện, đó là các anh chị phải làm sao các anh chị full được cái LTO, tức là các anh chị từ đây trong 7 ngày kế tiếp thì các anh chị phải làm sao các anh chị phải full được T90. Nếu trong trường hợp là các anh chị cố gắng hết sức mà nó chỉ đi được khoảng cỡ 5 hay là 6, 7 T90 cho tới ngày 9, thì các anh chị vẫn còn từ ngày 9 cho tới ngày 18 để các anh chị tiếp tục làm cho trọn bộ cái TR90. Các anh chị hãy nhớ một điều là khi các anh chị thành executive rồi thì quyền lợi lớn nhất của anh chị đó là 10 bộ TR90 đó. Tại vì sau đó nó sẽ là một cái nguồn lực vô hình, người ta không cần nói nhiều, người ta nhìn vô hình ảnh là người ta đã tự động hỏi thăm, và hệ thống của anh chị sẽ automatic phát triển từ doanh số cho tới con người. Nên đã lại executive thì các anh chị đừng bao giờ bỏ qua TR90. Ngoài ra, do các anh chị lại executive thì nhiệm vụ các anh chị nặng nề hơn đối với những anh chị em mới là đang là LY, là ngoài các cái người khách hoặc là những người người ta làm việc mà họ bắt đầu với gói TR90 thì các anh chị vẫn phải tiếp tục đặt mục tiêu tạo ra cho mình LY mới. Lanh dùng chữ TR90 và LOI là hai chữ khác nhau, tại vì TR90 nó vô tình cái set đó nó trúng 1.000 điểm, nhưng không đồng nghĩa một người đó là người LOI. LOI tức là một người làm việc nghiêm túc, khi được start up người ta bắt đầu nhanh, người ta biết được rằng sự nghiệp liên quan của người ta, con đường đi cũng như định hướng cuộc tương lai người ta liên quan tới công việc này, và họ bắt đầu với gói doanh nhân là LOI, thì người đó mới là những cái nhân tố tập trung mà các anh chị cần phải phát triển. Vậy thì tối thiểu một người executive các anh chị phải có tối thiểu là 3 LOI mới, tức là các anh chị phải gặp khoảng cỡ 40 người trong một tháng. Các anh chị phải có 40 cái BV của chính bản thân mình. Và Lam xin nhắc lại là các anh chị hạn chế những việc tự làm BV. Hạn chế. Trong hệ thống này, những người làm mà tự đi làm BB của mình á, thì là những người sẽ bị đụng nhiều nhất và có tỷ lệ thành công thấp nhất. Lam không nói là nó sẽ không thành công, nhưng có thể là nó sẽ thành công rất là chật và rất là khó. Nên chúng ta chỉ làm nhiệm vụ duy nhất, đó là các anh chị lập ra danh sách 40 người của tháng này tôi cần phải gặp. Nếu không muốn nói một điều là nếu các anh chị là leader thì các anh chị phải có 60 người. Ha. Còn tối thiểu là các anh chị phải có 40 người cần gặp trong tháng này cho chính bản thân các anh chị, để các anh chị vẫn phải tạo ra LOI mình, ngoại trừ TR90. Dành cho các anh chị nào mà trên executive thì nhiệm vụ các anh chị đặt ra mục tiêu đó là lần nữa các anh chị sẽ trở thành Ruby. Lần nữa, cứ kết sau khi một cái quy trình của một tháng được kết thì các anh chị phải lập tức quay trở lại để các anh chị xác định lại cái mục tiêu của mình, cũng như cái kiểm tra lại quyết định của mình. Quyết định của mình đã được triển khai được tới đâu, mình có điều chỉnh gì không. Giống như xin thưa với các anh chị một điều là cá nhân của Lam trong cái khoảng tháng vừa rồi là Lam đặt ra mục tiêu của Lam làm. Lam chỉ thực hiện được có khoảng cỡ 30% cái kế hoạch của Lam thôi. Tất nhiên là nó cũng có một điều lý do là tại vì trong cái khoảng thời gian đó, khi mà cái sự hỗ trợ, cần sự hỗ trợ của anh em ở phía dưới nhiều để làm sao giúp cho anh em trở thành executive cũng như là phát triển cái doanh số cá nhân của team, thì Lam phải cắt cái thời gian của mình lại tương đối nhiều. Thì tháng này Lam cũng sẽ quay lại trong khoảng 15 ngày đầu tiên của tháng, thì Lam sẽ tập trung vô cái chuyện những việc Lam cần làm. Sau đó thì Lam sẽ chia cho các anh chị em khoảng cỡ 20 cho tới 30% quỹ thời gian của Lam để hỗ trợ những các anh chị trong các việc cần thiết.
Thì với cá nhân các anh chị cũng vậy. Khi các anh chị là một người từ executive trở lên, và sau đó các anh chị là một vị trí cao hơn executive trở lên, goal là VIP, thì các anh chị phải biết một chuyện là các anh chị phải tập trung lên bản thân nhu cầu LI trực tiếp của mình. Đây là một bốn thứ tự 1, 2, 3, 4 mà các anh chị cần phải nhớ. Thứ nhất, các anh chị phải tập trung lo cho mình. Trong hệ thống kinh doanh này, bản thân nếu các anh chị không tập trung lo cho hệ thống kinh doanh, lo cho tuyển dụng những người trực tiếp cho mình, cũng như phát triển hệ thống những người làm việc chung với mình nghiêm túc, thì các anh chị sẽ rất khó khăn trong việc xây dựng hệ thống kinh doanh của mình. Nên thứ nhất là bản thân, thứ hai là downline. Các anh chị phải, sau khi mình sắp xếp những việc của mình, thì các anh chị phải dồn tất cả ưu tiên của anh chị cho downline. Vì downline họ đi vào, họ đặt niềm tin vào các anh chị, họ cần cái niềm tin đó, thì các anh chị phải có trách nhiệm hướng dẫn cũng như giúp đỡ họ làm việc. Cái thứ ba đó là các anh chị phải tập trung vào upline. Tại vì sao? Upline của các anh chị vẫn có những cái quy trình làm việc, họ đi về đâu, họ hướng về chỗ nào, để các anh chị kết hợp với họ làm việc. Nếu upline cần những việc gì đó, các anh chị vẫn còn hỗ trợ. Downline cần việc đó, các anh chị hỗ trợ. Và cái cuối cùng mới là sideline. Trong tất cả các công việc thì các anh chị phải theo trình tự ưu tiên đó. Nếu một việc đó được là liên quan giữa tôi và downline, thì tôi phải lo việc của tôi trước, việc downline được lo sau. Nếu cái việc đó ok, việc của tôi nó đang tương đối ở, tôi đã đi được qua của mình là khoảng cỡ 30% rồi, ok tôi buông xuống, tôi lo cho downline tôi trước, ok. Thứ tự thứ hai, nếu giữa downline và upline thì các anh chị lo cho downline trước, trước khi làm upline. Nếu giữa downline và sideline thì tất nhiên các anh chị lo chuyện cho downline mình trước. Đó là quy trình 1, 2, 3, 4. Vậy để làm việc hiệu quả trong cái việc mà các anh chị làm đó, thì Lam xin nhắc các anh chị một việc như vậy ha. Với các anh chị em nào đã là executive, các anh chị nhớ một chuyện là để duy trì cái doanh số nhóm của mình, đối với một số người là rất khó khăn. Cá nhân Lam trước đây, trước khi áp dụng chuẩn quy trình S7S á, thì Lam cũng rất là khó khăn trong việc đó. Nhưng may mắn là mình cũng có một số cái điều kiện đi trước. Nhưng mà chính vì cái điều kiện đi trước của Lam, nên Lam ngày hôm nay Lam luôn mong muốn các anh chị có những cái điều kiện tốt hơn. Tại vì những điều là con đường Lam đã đi qua rồi, nó có khó khăn rồi, Lam trả giá rồi, thì Lam không mong muốn là các anh chị có cái sự trả giá giống như vậy nữa. Thì Lam xin nhắc các anh chị là với những anh chị em nào là executive trở lên, thì các anh chị phải nhớ được một điều là muốn duy trì doanh số của mình thì cách đơn giản nhất là các anh chị tạo ra L1 mới, là LI mới trực tiếp của mình trong hệ thống. Thì khi các anh chị làm tập trung lên điều đó, thì các anh chị sẽ rất là dễ dàng trong cái việc hệ thống. Khi các anh chị không còn phải lo về chuyện là cái doanh số nhóm của anh chị nữa, thì tất cả thứ khác nó chỉ là điều cộng thêm thôi, như phần thưởng thêm thôi. Vậy thì làm sao thì mình có thể làm được điều đó? Lý do thì Lam đã nói rồi đúng không? Bây giờ Lam sẽ nói cho các anh chị nghe là tại sao mình cần phải làm điều đó. Làm sao mình có thể làm được điều đó? Thì các anh chị làm một việc đơn giản như vậy, tức là các anh chị tập trung vô cái việc thứ nhất là bữa nay Lam đã nói là các anh chị cần phải có 40 người để gặp gỡ 2-1. Nhưng sau đó cái việc gặp gỡ 2-1 thì làm sao để có LI, thì các anh chị phải nhớ một điều là bữa trước Lam có nói về cái chuyện là sử dụng công cụ Startup và cái la bàn để chốt cái gói LOI đó. Thì các anh chị luôn luôn nhớ một điều là các anh chị đừng bao giờ chần chừ khi cái người đối tác tiềm năng mình người ta có quyết định. Tại vì tất cả những quyết định nó dựa trên cảm xúc. Khi người ta có cảm xúc để quyết định rồi đó, thì các anh chị phải đi sát với cái cảm xúc đó để các anh chị có thể cho họ ra quyết định liền. Và khi họ đã có một quyết định rồi đó, họ gắn bó với các anh chị rồi đó, thì sau đó tất cả những lý trí cũng như những giải thích của họ đều liên quan tới việc đó. Tất nhiên là muốn nói với các anh chị một điều là ở đây các anh chị biết được một chuyện, cái công việc và sự nghiệp với Nu Skin nó cho con người ta một cái giá trị rất lớn về cái chuyện tự do cũng như về giá trị tài chính. Nhưng nó cũng cần một điều là nó cần con người đó có cái sự quyết định một cách rõ ràng. Vậy thì nếu các anh chị biết rằng mình đang giúp cho một người bạn, một người anh, một người em, một người chị có một quyết định để mà giúp cho cuộc sống của họ, gia đình của họ tốt đẹp hơn, thì các anh chị phải ủng hộ nhỏ càng nhanh càng tốt, tức là các anh chị phải dứt khoát với họ. Chúng ta thường có một xu hướng là chúng ta rất là đồng tình,
À, từ từ rồi cũng đang có khó khăn này kia đồ đó. Xin thưa với các anh chị một điều là nếu các anh chị ra ngoài đường mà các anh chị gặp một người nào đó và các anh chị hỏi ra một câu là nếu anh có khoảng cả 30 triệu tiền tiết kiệm đó, thì anh nghĩ là anh có một cái kinh doanh nào mà anh muốn anh có thể làm được không? Nói thì với các anh chị là ít lắm. Tại lẽ đi bán nước mía, bán vé số, bán xôi, bán mì. Rất ít các anh chị. Nhưng mà đó không phải là kinh doanh, cái đó là làm tư ra mình bán thứ gì đó, nó gọi là bán hàng rong mà. Thì khi đó chúng ta hãy nghĩ điều đó. Vậy thì khi chúng ta mang một cái cơ hội kinh doanh đến cho người khác với chi phí kinh doanh rất là thấp, thì đó là điều các anh chị đang làm giúp cho người bạn, người anh, người người thân của mình, người quen của mình. Còn tất nhiên cái việc chấp nhận hay không là chấp nhận của người ta đó. Nên chính vì vậy thì các anh chị nên kết hợp với một cái người leader hoặc là một vài người leader nào đó các anh chị ở khu vực mà các anh chị đang 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 sinh hoạt cũng như làm việc, để các anh chị có thể mau chóng thực hiện được cái chuyện tập tành và luyện tập thường xuyên cái BB và cái form để nhuần nhuyễn những kỹ năng đó để có thể chốt cũng như là trình bày BB để mà họ có thể chốt với khách hàng của mình. Và khi các anh chị chốt được thì nếu ở Hà Nội các anh chị lập tức đưa họ lên công ty để đăng ký và giải quyết liền. Nếu ở Sài Gòn các anh chị cũng làm tương tự, mà nếu ở các vùng xa khác như ở Huế, ở Đà Nẵng, ở các tỉnh vùng miền Tây hoặc những cái vùng miền khác ở Nha Trang, thì các anh chị phải lập tức một điều là cho họ ký cái hợp đồng nhà phân phối. Khi họ ký cái hợp đồng nhà phân phối và cái lớn hơn nữa là họ phải bổ sung giấy tờ đầy đủ cho các anh chị và họ phải đưa tiền hoặc chuyển tiền cho anh chị đủ tiền tối thiểu là 30 triệu 270 ngàn, tức là tương đương với cái gói doanh nhân ấy. Các anh chị mở cái tờ EB ra, các anh chị thấy được cái giá tiền đó và các anh chị nhớ con số đó để các anh chị thu. Ha. Cái đó nó đảm bảo cho các anh chị có một cái đối tác làm việc nghiêm túc và tiềm năng, tại vì các anh chị muốn cho người ta được thực hiện công việc này thì các anh chị phải cho họ trải nghiệm những sản phẩm tuyệt vời của Nu Skin, cũng như để họ cảm nhận được cái sức khỏe từ được chính trong nội tại bản thân họ ra. Không có gì mà tuyệt vời hơn một chuyện là chính bản thân mình cảm nhận được cái điều tuyệt vời của sản phẩm mà công ty mình đang làm. Nên Lâm xin nhắc lại một điều nữa là các anh chị là executive trở lên thì các anh chị phải tập trung vô tối thiểu là 3 LOI trực tiếp mới của mình trong tháng. Lan nói trực tiếp nha, Lan dùng từ trực tiếp nha. Nếu các anh chị chốt được một LOI mà dưới đầu mới thì cũng không tính như vậy, mà các anh chị nên cái LOI mới dưới của người dưới mình á, nó chỉ là một phần thưởng thêm thôi. Còn nguyên anh chị vẫn phải có mục tiêu của mình. Lan không muốn nói năm ở đây, nếu xây dựng theo áo trắng là các anh chị phải có 5 người đó. Nhưng mà tối thiểu là các anh chị phải có 3 LOI trực tiếp mới của mình. Đó là chỉ tiêu kế hoạch mỗi tháng từ đây về sau, cho tới khi nào các anh chị trở thành những vị trí lớn như là Diamond hoặc là Blue Diamond mà thôi. Là không muốn nói là Blue Diamond, nhưng rõ ràng là tới khi nào các chị là Blue Diamond thì các anh chị có thể là di dời lại những cái kế hoạch làm việc của mình. Ok, và cũng xin nhắc lại luôn là để các anh chị được điều đó thì các anh chị phải tập trung làm sao mình là một người nhuần nhuyễn và kết hợp chung với một người partner nào đó để làm nhuần nhuyễn form FORM và BB, là BB. Các anh chị nhuần nhuyễn hai thứ đó kết hợp với la bàn và start up để chốt call với họ. Khi chốt xong xuôi là phải cho họ ký hợp đồng và các anh chị phải thu chuyển khoản hoặc thu để các anh chị tự các anh chị tiến hành đăng ký cho họ cái gói đó. Với những anh chị ở xa thì cái tùy cái gói, nhưng mà Lam xin hứa với các anh chị một điều nữa là ngày xưa cá nhân Lam cũng nghĩ một điều là cái gói LOI nó sẽ hơi khó phát triển, nhưng thực sự một điều là phải các anh chị nào đang mà mình đang là cái gói LOI mà các anh chị cho mình một cái kết quả nghiêm túc, ví dụ như các anh chị đã sử dụng gói LOI và các anh chị thực hiện nghiêm túc với nó, các anh chị cho mình 90 người mà cần phải gặp trong tháng này, thì Lam hứa các anh chị khi các anh chị thực hiện đúng 90 người gặp đó, kết quả rất rõ ràng. Nếu không có kết quả rõ ràng các anh chị kiếm Lam mà không vốn mới làm sẽ có cách giải quyết với các anh chị. Nhưng Lam hứa với các anh chị nếu các anh chị chưa làm được điều đó thì các anh chị đừng đi kiếm Lam thật thứ. Ha, tại vì chúng ta chưa làm gì hết, chúng ta ngồi đó và chúng ta nghĩ rằng mình đang làm, nó cầu mong sẽ có một điều gì đó kỳ diệu xảy ra. Không có cái gì. Cái ngành này là ngành của những người kiên trì, dũng cảm. Khi các anh chị kiên trì đủ, dũng cảm đủ thì các anh chị sẽ làm được những chuyện phi thường hơn những người khác, đó là chuyện bình thường. Ok. Và ở đây Long cũng sẽ cho các anh chị thêm một cái công cụ nữa để làm sao là các anh chị phải phân cụ thể ra cái suất làm việc của mình.
là từ kinh nghiệm bản thân thì Lam sẽ phân cái suất làm việc của Lam ra là trừ cái buổi sáng sớm đầu tiên mình dậy. Ví dụ như nếu các anh chị có dậy sớm, khung giờ của Lam là từ 6 giờ cho tới khoảng cỡ 8 giờ rưỡi của Lam là nằm ở khung tập thể thao, tức là Lam đi phòng phòng gym. Và sau đó là cái từ về, và từ khoảng 8 rưỡi là về tắm rửa mọi thứ cho tới trước 10 giờ, 9 rưỡi là Lam ăn sáng. Sau đó từ 10 giờ là suất đầu tiên, thì 10 giờ tới 12 giờ là suất đầu tiên, 12 giờ tới 2 giờ là suất thứ hai, 2 giờ tới 4 giờ là suất thứ ba, 4 giờ tới 6 giờ là suất thứ tư, và 19 giờ tức là 7 giờ cho tới 9 giờ là suất thứ năm. Nếu ngày nào mà khách hàng đông hơn nữa thì Lam sẽ chen thành 1 tiếng rưỡi. Ví dụ thường là Lam sẽ cho đâu 1 chuyến nữa, tức là từ tới 10 14 16 giờ cho tới 17 giờ, 16 giờ cho tới 17 giờ 50 30, và từ 17 giờ 30 cho tới 21 giờ. Nó sẽ thành 6 suất. Thì các anh chị cũng kết hợp cái suất làm việc mình như vậy để các anh chị nối cái suất làm việc đó chung với 21 cái upline nếu là người trực tiếp của mình, hoặc là mình làm ra online mình, thì các anh chị điền những thứ đó vô cái cuốn sổ startup kit. Nếu anh chị em nào vẫn chưa biết sử dụng cái startup kit, các anh chị quay trở lại xem cái đoạn video để hướng dẫn sử dụng startup kit. Thì khi các anh chị ghi, các anh chị đó là một công cụ để kiểm tra được là các anh chị tuần này các anh chị đã hiệu quả chưa. Thì luôn luôn một điều, ví dụ ngày hôm nay là ngày 1 thì các anh chị phải có lịch cho toàn bộ tuần này rồi, và các anh chị phải nhắc toàn bộ cái downline của anh chị là phải thông báo cho anh chị book lịch liền. Chỉ cần họ một ngày hôm sau họ không báo thì các anh chị lập tức điền tất cả lịch của mình vô trước. 15 ngày đầu tiên luôn luôn là những ngày các anh chị dành cho mình. Nếu downline của anh chị là những người thông minh và họ là người siêng năng, họ sẽ tìm các anh chị trước, thì một ngày các anh chị có 5 suất, các anh chị dành cho 2 suất là dành cho downline, hoặc là 3 suất dành cho downline, các anh chị dành cho 2 suất là cho mình. Tại vì chúng ta có 40 người mà, tới 60 người mà, mỗi ngày mình cần 2 suất thôi. Còn nếu mà người ta vẫn chưa đưa cho các anh chị thì gần như 60 suất các anh chị dồn hết vào những ngày đầu tiên của tháng liền. Tại vì các anh chị biết một điều là thường mình làm việc mình quên một cái khoản, đó là đợi mầm nó mọc. Chúng ta gieo thì phải chờ cho cái mầm nó mọc lên. Thì chúng ta gieo một tuần này thì tuần sau là chúng ta có thể chốt. Có những một số người thì chúng ta gieo một tuần này nó chốt trong tuần này luôn, nhưng mà thường là chúng ta gieo vào tuần này thì tuần sau hoặc tuần sau cái nữa thứ ba nó sẽ chốt được. Nên chúng ta càng gieo càng tốt thì chúng ta sẽ nằm trong vòng khoảng cả 21 ngày để chúng ta có thể thu hoạch được những cái lời mà chúng ta mong muốn. Nó làm việc một cách chuẩn tắc, khoa học, hiệu quả và kiểm soát được. Phương pháp này làm việc cho tất cả anh chị em từ LI cho tới cả executive và trên executive. Nhưng riêng các anh chị em executive thì các anh chị phải cực hơn, đó là các anh chị phải có trách nhiệm đối với tuyến dưới của mình. Còn các anh chị em nào là LI mới thì các anh chị chưa có tuyến dưới nhiều, thì các anh chị chỉ tập trung với làm việc với upline thôi, nên các anh chị sướng hơn. Và luôn luôn giữ theo hệ thống nuôi việc SMS. Nếu các anh chị em nào mà càng xa rời với lại webinar, càng xa rời với sự kiện của nhóm, càng xa rời cái hoạt động của team, thì các anh chị sẽ cảm thấy cái năng lượng mình nó mất dần, mất dần, mất dần, và các anh chị rất khó để làm việc. Ví dụ nói đơn cử hiện nay thì chúng ta đang trong webinar ngày hôm nay thì có 2 người chưa tham dự được, đó là anh Hiếu. Anh Hiếu vừa rồi là đã qua đủ đủ để qualify thì ra tiếp, thì đáng lẽ tối hôm nay lên thì chúng ta xin chúc mừng anh Hiếu, nhưng chúng ta chưa chưa gặp gặp được tại vì khi mà tối nay anh Hiếu có trực tiếp gọi cho Lam thì xin là vào webinar hơi chạy chút xíu, tại vì anh Hiếu với lại Giang, Giang là LI nằm dưới anh Hiếu, đang tích cực liên tục đi gặp. Các anh chị biết một điều là Giang quyết định tham dự và bắt đầu đi live vào ngày 29, là một người rất nghiêm túc các anh chị. Cô ta không thể nào chờ là tới đầu tháng để làm á. Cô ta quyết định đi đi live vào ngày 29 để cô ta tận dụng những ngày sau đó để cô ta làm. Và Giang làm việc một cực kỳ nghiêm túc và một tinh thần cực cực kỳ cao, đó là tuân thủ sát. Cô ta liên kết với hỏi apply cái đường link để gửi cho người quen ở Hà Nội. Cô ta liên tới bây giờ thì đã đưa gặp Lam khoảng cỡ 3 người, đi chung với Hiếu gặp khoảng cỡ 4 người, tức là 7 người. Và cô ta gửi cho một đường link cho một người bạn, một chị người bạn ở Mỹ. Hồi sáng này cô ấy hỏi Lam về người ở Nha Trang có người không, để cô ta đã gửi đường link rồi và người ta muốn tìm hiểu. Cái đó cho các anh chị thấy cái sức mạnh của một người khi họ có động lực lớn mà họ làm việc nghiêm túc á. Và đặc biệt một điều họ rất là tuân thủ. Bất cứ một việc gì ra thì cô ta luôn luôn hỏi
cái đó làm như thế nào, em gửi đường link gì, bây giờ em cần người nào hỗ trợ đó anh giúp giùm em. Và người của ấy ở ngoài Hà Nội Lam gọi điện ra, sau đó làm chuyện cho Tuấn Trần để take care cho nhánh của Nu Việt Health ở ngoài Hà Nội, và sau đó thì có thể là đưa qua gặp mọi người. Thì đó là điều Lam muốn nói với các anh chị, khi một người người ta làm việc nghiêm túc đó các anh chị, thì Lam thấy gần như Lam thấy rõ, rất rõ kết quả của cái cô Giang nó vào vào tháng 9 này, Lam thấy rất rõ các anh chị. Có thể chỉ trong vòng 1 tháng 9 hoặc là trễ lắm là qua tới tháng 10 là cô ấy sẽ qualify tại tiếp rất nhanh, nhiều khi là không 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 qua tháng 10 đâu. Thì con này làm việc rất là rõ ràng, rất hiệu quả, và đặc biệt một chuyện là cô ấy cực kỳ tuân thủ về hệ thống, hướng dẫn là làm, hướng dẫn là làm, hướng dẫn là làm, không thêm không bớt, cái thứ gì hệ thống có rồi không làm, không làm nữa đó, những gì mà được yêu cầu làm cô chỉ làm gì đó thôi, và sau đó chuyển lên cho bon so làm 21. Tới đó ngồi mới đầu chưa biết làm 21 như thế nào, sau đó nghe được nhắc làm và rất tuân thủ, làm việc liên tục, nghe product day đưa người đi product day, nghe về OVP đưa người đi OVP, và nói chuyện rất dứt khoát rõ ràng. Ok này chị thấy nó hay, có thể liên quan được tới em làm được thì em làm, nếu em cảm thấy em chưa nghiêm túc em đi làm em bước ra, mà có thể rất dứt khoát cái gì, không 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 năn nỉ, không có ăn. Và đặc biệt một điều nữa, cô này mình cũng rất thích một chỗ là tại vì giữa mình với cô này có một điểm tương đồng là cô này cũng rất là ghét đa cấp, cô này trước đây không thích đa cấp ghét. À, nên khi mà nói chuyện thì hai anh em khi chia sẻ Hiếu đưa gặp đi là gặp Lam 21, Lam cũng ngồi rất là lâu để nói chuyện về đa cấp với cô này. Khi cô đó phát hiện ra một chuyện là giữa đa cấp mà cổ nghĩ với cái đa cấp thực tế cô tìm hiểu nó là hai thứ khác nhau, thì bây giờ cô này làm việc cực kỳ nghiêm túc. Những cái ví dụ nhỏ đó cho các anh chị thấy một điều, đó là khi chúng ta tuân thủ và chúng ta thực hiện theo những gì được hướng dẫn của hệ thống, của upline, của sponsor, thì kết quả nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng, hiệu quả rõ ràng. Nó chỉ nằm đơn giản gọn ghẽ thôi. Lam xin nhắc lại tổng kết là nếu các anh chị là LOI, là LOI, nhiệm vụ các anh chị là các anh chị phải xác định ra được 90 người tôi cần gặp trong tháng này. Tôi bắt buộc phải có 90 cuộc hẹn trong tháng này. Mỗi ngày tôi phải gặp được 3 người. Tôi phải làm được 3 cái BB với người trực tiếp của tôi, đưa cho upline hoặc đưa cho sideline của tôi chia sẻ. Ok, hoặc là những người tôi đưa vô OVP. Ví dụ có những ngày các anh chị là làm được 3 cái, các anh chị có những ngày các anh chị đưa luôn OVP 5 người không sao hết, miễn sao các anh chị như vậy. Và đặt một chuyện nữa, những LOI trở lên và cái tiếp thì các anh chị luôn phải xác định cái lượng người mà các anh chị đưa đi success seminar. Trong success seminar này tối thiểu các anh chị phải đi với 5 người để các anh chị tham dự vô cái leadership 5 cộng. Nếu các anh chị làm công việc này nghiêm túc mà các anh chị bỏ qua leadership 5 cộng thì các anh chị sẽ bỏ qua rất nhiều cái kiến thức và giá trị không thể nào có được ở webinar khác hết. Tại vì có một cái điều hướng dẫn là những gì học trong leadership 5 cộng Lam chưa bao giờ chia sẻ trên webinar hết. Tại vì đó là nguyên tắc của leadership 5 cộng. Các anh chị phải tự đi học, tự biết lấy, tự hiểu lấy. Tại vì mỗi người sẽ học một cách khác nhau và tìm được con đường làm việc phù hợp với mình nhất. Nên các anh chị phải xác định rõ ràng tối thiểu tôi phải đi với 5 người tới sự seminar, và tôi phải có 5 LOI để tôi trở thành direct competitive trong tháng này. Tại vì các anh chị biết rõ ràng một điều là con đường ngắn nhất đi đến thành công đó là các anh chị trở thành direct competitive, tuân thủ hệ thống Nuviet SMS, trở thành direct competitive và trở thành Ruby, tận hưởng tất cả các cái chuyến lịch tưởng thưởng của Nu Skin. Thì các anh chị phải trở thành direct competitive ngắn nhất, muốn trở thành direct competitive ngắn nhất thì các anh chị phải có một mục tiêu, một kế hoạch làm việc phục vụ cho việc có 5 LOI vào tháng này. Muốn có 5 LOI thì các anh chị làm một việc đơn giản là các anh chị phải gặp 90 người trong vòng 30 ngày kế tiếp. Ok, cũng tương tự như vậy thì với executive tiếp thì các anh chị phải có gặp tối thiểu từ 40 cho tới 60 người trong một tháng kế tiếp để các anh chị tạo ra 3 LOI mới trực tiếp của mình. Tất cả những LOI nào được tạo ra không phải là LOI trực tiếp mà là tuyến dưới L1 hoặc L2 là những phần LOI được cộng thêm là phần thưởng cho các anh chị thôi. Nhiệm vụ các anh chị vẫn là 3 LOI trực tiếp. Đừng bao giờ nhớ tới cái doanh số 3.000 của mình mà hãy nhớ một điều, tôi luôn luôn có nhiệm vụ mỗi tháng tạo ra 3 LOI trực tiếp của mình. Và thời gian để tôi làm là bao lâu? Tức là tập trung vô 15 ngày đầu tiên của tháng. Các chị giải quyết dứt điểm điều đó thì mọi thứ khác các chị sẽ cảm thấy là việc rất là nhẹ nhàng, từ tinh tinh thần cho tới hệ thống cho tới con người cho tới lời nói nó đều thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Ok, đó là tất cả những gì mà Lam muốn hướng dẫn với các anh chị. Ngoài ra ở đây Lam xin chia sẻ với các anh chị một chuyện nữa là
trong hệ thống chúng ta không có thể cản được một số thành viên người ta làm hơi sai hệ thống, chúng ta cứ để cho họ làm việc. Nhưng mà các chị có một nhiệm vụ, các chị phải nhắc nhở người ta trước. Ví dụ như khi các chị, anh chị nhắc nhở rồi người ta vẫn làm thì sai họ sẽ tự chịu. Các chị nhắc nhở rồi, các chị động viên rồi nhưng mà họ vẫn chưa động đậy, họ vẫn chưa biết được một điều là cái hệ thống kinh doanh của họ, cái sự nghiệp của họ, cái tương lai của họ, gia đình con cái của họ là phụ thuộc vào chính bản thân họ, thì các anh chị cũng không thể nào làm được gì hơn nữa. Chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, chúng ta phải có trách nhiệm với hệ thống kinh doanh của mình, chúng ta phải có trách nhiệm với tương lai của mình. Và người upline, người sideline, người downline hoặc là những anh em bạn xung quanh, họ chỉ có một nhiệm vụ là họ cùng mình tiến bước mà thôi. Còn mình có muốn bước hay không, có muốn bước đúng hay không thì mọi thứ đó đều phụ thuộc vào các anh chị. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, các anh được thấy rồi, cái tuyên bố tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân tôi, về thành công của tôi, về những thất bại của tôi cũng như những cố gắng của tôi. Thì khi đó các anh chị có tinh thần đó thì các anh chị mới là người thành công được. Không đổ thừa, không kiếm cớ, không viện cớ, không né tránh, không đổ lỗi cho những thứ khác. Tại vì những thứ đó luôn luôn là cái vật cản trên con đường thành công của mình. Thì đó là những cái điều mà Lâm chia sẻ cho anh chị để lập kế hoạch trong vòng tháng 9. Rất đơn giản các anh chị, nó không cần gì phức tạp hết, rất là đơn giản. Một số anh chị đã có kế hoạch của mình, nếu các anh chị vẫn thấy nó chưa phù hợp với các anh chị, Lâm nhắc lại là các anh chị có quyền làm theo phương án của anh chị. Nhưng ở đây Lâm dùng tất cả những cái gì trên con đường đi của Lâm, Lâm tìm được phương án tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, tâm thế nhẹ nhàng hơn, thì Lâm chia sẻ với các anh chị để các anh chị có một con đường đi nhẹ nhàng và hiệu quả hơn cho mình. Và ngoài ra Lâm xin nhắc lại một chuyện nữa là cách tốt nhất là các anh chị có những downline trực tiếp của mình á, thì các anh chị phải làm mỗi ngày. Sự kiện gần nhất mà các anh chị phải làm đó là khi có webinar của NuViet là các anh chị phải nhắc để người ta vô. Nếu có đặc biệt một điều hai ngày và tối thứ năm và tối chủ nhật là ngày mà những cái tinh túy nhất, những gì hiện trạng nhất, hiệu quả nhất, những buổi giao lưu, những buổi gặp gỡ, những cái được những cái mất, những cái chưa được của trong hệ thống đều được đưa ra trong gia đình NuViet House, thì các anh chị phải làm sao trên cái hệ thống của NuViet House đó phải có mặt các downline trực tiếp của các anh chị. Và nhiệm vụ phía dưới cái gì là những downline đó phải nhắc chở những tuyến dưới mình đi cùng với họ mình. Các anh chị hãy nhớ một chuyện, giống như cái anh chị ngồi trên tham dự một cái webinar thì giống như ngồi trong sách seminar vậy đó. Có bao nhiêu người là downline trực tiếp của tôi? Bao nhiêu người trong hệ thống ngày hôm nay tôi dắt đi họ đi sự kiện này? Nếu các anh chị vẫn cứ mãi mãi nghe webinar một mình, tức là hệ thống kinh doanh của anh chị chưa hiệu quả. Tại vì Lâm xin nhắc lại một điều là webinar là nơi các anh chị có thể phát triển hệ thống của mình theo công nghiệp hóa, tức là Lâm hay dùng từ là bán sỉ đó. Khi chúng ta ra ngoài đường, chúng ta chia sẻ, chúng ta làm 2-1, chúng ta làm 1-1, chúng ta đưa OVP, đó là các anh chị đang làm một việc, đó là bán lẻ. Còn khi chúng ta đưa người tới những sự kiện, đưa vào webinar, đưa vào success seminar, đưa đi BU, đưa đi Ruby School, bao nhiêu người các anh chị đưa tới đó, tức là các anh chị đang thực hiện được động tác bán sỉ. Nó sẽ hỗ trợ việc kinh doanh của anh chị nó phát triển mỗi ngày. Ok, thì đó là tất cả những gì mà Lâm muốn chia sẻ các anh chị trong việc lập kế hoạch làm việc vào tháng 9 ngày này. Thì có anh chị em nào mà có muốn hỏi hay là thắc mắc gì thêm thì chúng ta cứ hỏi nha. Ok. Lâm vừa triển khai xong toàn bộ kế hoạch làm việc thì anh Trọng Hiếu Nguyễn tham gia. Có ai muốn hỏi gì không? Em nào mà chưa nói thì các bạn có thể tự mute.